vốn là một kỹ sư thủy sản, anh Trần Thanh Hùng ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, hiện được xem là người nuôi cá chạch lấu giống thành công nhất vùng. Thời gian đầu để có được giống cá chạch lấu bố mẹ tốt, anh phải lên tận miệt An Giang, Đồng Tháp tiếp giáp với biên giới Campuchia để mua với giá 200.000 đồng một ký, mang về thuần dưỡng rồi mới tiến hành ép giống. Mấy lần đầu do không nắm vững đặc tính kỹ thuật nên dẫn đến thất bại. Nhưng bằng sự nỗ lực và học hỏi, rút ra kinh nghiệm, cuối cùng anh đã thành công. Hiện tại anh Hùng đã có trong tay hàng trăm con cá bố mẹ. Đầu tiên chắc là mình chuẩn bị cái nguồn cá bố mẹ, rồi nuôi dỗ cá bố mẹ, rồi xong rồi mới tiến hành cho sinh sản. Nói chung là cái quy trình chung thì đại khái nó cũng giống như mấy loại cá khác, nhưng mà trong quá trình làm thao tác thì nó có một số cái kỹ thuật riêng đối với cái loại cá này. Mình phải nắm vững cái kỹ thuật đó mình mới sản xuất được. Cá chạch lấu sau gần 1 năm nuôi đạt được trọng lượng 300 đến 500 gram một con, bán được với giá 280.000 đồng đến 350.000 đồng một ký. Nếu thả nuôi tiếp năm sau thì cá sẽ lên khoảng 1 ký một con, giá bán khoảng 400.000 đồng một ký cá thịt. Bình quân mỗi năm anh Hùng thu được hơn 600 triệu đồng từ bán cá chạch lấu giống, riêng năm nay lợi nhuận thu về đạt gần 1 tỷ đồng. Vốn là một quân nhân từng bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, xuất ngũ trở về quê hương, người đàn ông này đã chọn cây lúa để phát triển kinh tế. Không kinh nghiệm, cũng không có bất cứ kiến thức nào về lai tạo giống, thế nhưng người nông dân này đã làm nên kỳ tích. Mình muốn tồn tại trên thị trường thì mình phải có một cái hướng đi riêng cho bản thân mình, thì từ đó mới quyết định lai ra những cái giống mới. Những hạt gạo với màu đỏ đặc trưng này chính là một giống lúa mà nông dân Nguyễn Anh Dũng đã lai tạo thành công. Hạt gạo dài có mùi thơm nhẹ như mùi lá dứa, khi nấu chín cơm cũng có màu đỏ rất bắt mắt. Thời gian sinh trưởng ngắn từ 90 đến 95 ngày với hàm lượng dinh dưỡng cao, được Nguyễn Anh Dũng đặt tên là Ngọc Đỏ Hương Dứa. Đây không chỉ là đứa con cưng mà đó còn là tâm huyết của cả cuộc đời ông. Khi Ngọc Đỏ Hương Dứa trở thành một đặc sản riêng của vùng đất Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khi mà vui nhất là được cái giống Ngọc Đỏ Hương Dứa. Khi mà được đâu khoảng chừng cỡ 2-3 ngàn mét vuông đó về nấu nồi cơm ăn rất là mừng. Mừng lắm luôn, như mình chúng ta đặc biệt là họ test ra cái dinh dưỡng của mình hiện nay cao nhất thế giới. Là cái sắt của mình là 100 gram gạo Ngọc Đỏ Hương Dứa nó có tới 11.8 sắt. Hiện nay là cái sắt của mình là cao nhất thế giới. Mà mình lo không biết bây giờ khi mà nó màu đỏ rồi không biết làm sao bán ra thị trường. Rồi cuối cùng mới cũng trăn trở, lo âu, nghĩ đủ thứ chuyện ở trên đời hết trơn. Rồi sau thì mới tặng dài xuống, rồi mới thành công nhất là sau khi mà mình cho bà con. Cùng khi mà mình vui nhất là họ quay lại họ đặt hàng. Ông Dũng chia sẻ, thời điểm năm 2000 khi mới xuất ngũ trở về, chưa biết gì về sản xuất nông nghiệp nên khi bắt tay vào canh tác lúa thì đều gặp phải thất bại. Năm 2008, ông bắt đầu thực hiện ý tưởng lai giống và tự tạo ra giống lúa riêng của mình. Thế nhưng ngay từ giống lúa đầu tay LD2008 hay còn gọi là lúa Dũng 2008 thì kết quả đã không như mong muốn. Thế nhưng không hề nản lòng, cứ mỗi lần thất bại, ông lại tỉ mỉ ghi chép lại quá trình làm. Những lúc gặp khó khăn thì ông đến gõ cửa các nhà khoa học nhờ giúp đỡ. Có lẽ quyết tâm làm tới cùng và sức bền bỉ được tôi luyện từ những tháng ngày quân ngũ đã giúp người nông dân này gặt hái thành công. Chỉ sau vài năm, 6 giống lúa mới như LD2012 hay còn gọi là lúa Dũng 2012, ND003 hay còn gọi là giống nông dân 3, tím sen, LS19 hay còn gọi là lúa sô 19 được ra đời, và đỉnh cao là giống Ngọc Đỏ Hương Dứa được ông lai tạo thành công trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Của cái thằng nông dân 3 này á, thì thứ nhất là nó cứng cây, thứ hai nữa là cái sâu bệnh nó ít hơn thằng 504. Nói về bệnh đau ôm là nó rất ít hơn so với thằng 504. Tôi làm được cái vụ đầu là tôi thấy là nó cao hơn người ta, kể cả năng suất và chất lượng luôn. Tôi thấy ảnh là không phải là người kỹ sư, mà anh về để anh lai được giống như vậy là anh quá giỏi. Suốt hơn 10 năm bén duyên với việc lai tạo giống,
dù sở hữu nhiều giống lúa mới, có thể nói là có 102 trên thị trường. Đã từng có nhiều nhà đầu tư muốn sở hữu để độc quyền sản xuất với giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên đó lại là điều mà người nông dân này chưa bao giờ nghĩ đến. Với ông Dũng, thành công không chỉ giữ cho riêng mình. Vì thế nhiều năm qua, ông đã mang kinh nghiệm trồng lúa của bản thân chia sẻ cho bà con ở khắp nơi. Và đây cũng là động lực giúp ông tiếp tục lai tạo ra nhiều giống lúa mới nữa để nâng cao phẩm chất cho gạo Việt. Và người trong vùng cũng đã gọi ông bằng cái tên vua giống lúa của vùng Đồng Tháp 10. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, mưa kéo dài kèm theo dông lốc trong những ngày qua đã làm sập và tốc mái gần 150 căn nhà ở các huyện Châu Thành, An Biên, Giang Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Kiên Hải, U Minh Thượng và An Minh. Tại U Minh Thượng, cây ngã khiến dây điện rơi làm giật chết một người. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất là An Biên, Giang Thành, Vĩnh Thuận và Châu Thành với hơn 40 căn nhà bị sập hoàn toàn. Dự báo tình hình thời tiết mưa bão trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Triều cường gây ngập những ngày gần đây đã làm xáo trộn cuộc sống của cư dân vùng sông nước Cà Mau, đặc biệt là 1.000 hộ dân ở huyện Ngọc Hiển. Ngoài nhà cửa, các tuyến đường giao thông bị nước ngập. Đáng lo ngại nhất là nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái đã bị hư hại. Được biết, những năm gần đây, mực nước dâng ở năm sau luôn cao hơn năm trước từ 2 đến 3cm. Tuy nhiên, do chưa có giải pháp phòng tránh nên nguy cơ mất trắng mùa vụ năm nay là điều có thể xảy ra. Mặt khác, diện tích trồng rau màu ở những vùng trũng thấp và thiếu vốn nên việc đầu tư cải tạo đất, di dời nhà cửa của người dân vẫn còn gặp khó. Theo thống kê, ước tính thiệt hại sản xuất rau màu và các vật dụng trong gia đình do nước dâng mỗi năm ở huyện Ngọc Hiển khoảng gần 1 tỷ đồng. Tuyến tỉnh lộ 933C đối liền giữa hai huyện Long Phú và Trần Đề thuộc tỉnh Sóc Trăng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, một số đoạn đã bị hư hỏng xuống cấp gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân địa phương, nguy hiểm hơn là vào ban đêm, nhiều người qua lại do không quen đường nên thường xuyên vấp phải những ổ gà, ổ voi té ngã. Một số hộ dân địa phương thấy vậy nên đã mua cát đá về giá lấp. Nhưng việc sửa chữa chỉ mang tính tình thế nên các ổ gà, ổ voi này cũng nhanh chóng bị bong tróc trở lại nguyên hiện trạng như ban đầu. Tình trạng trên khiến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường, chịu nhiều ảnh hưởng. Đối với người dân nơi đây, điều họ kỳ vọng nhất là việc sớm tu sửa nâng cấp các đoạn đường bị xuống cấp hư hỏng. Vào khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 7, tại trạm biến áp 110 kV, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, thuộc công ty lưới điện Cao Thế miền Bắc chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, đã bất ngờ xảy ra sự cố cháy nổ. Lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã huy động 5 xe chữa cháy và khoảng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tích cực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt, không để lây lan sang các nhà dân xung quanh. Vụ cháy đã khiến cho thành phố Bắc Ninh mất điện trên diện rộng. Điện lực Bắc Ninh đã phải pha tải các phụ tải sản xuất cấp dòng từ các trạm biến áp các huyện về thành phố để người dân có điện sinh hoạt. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đối tượng Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1990, ngụ ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt tạm giam vào chiều 14 tháng 7 để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Trước đó, vì xảy ra mâu thuẫn, Nhật Trường cùng với hai đối tượng là Nguyễn Đặng Khá, sinh năm 1998, và Trần Quốc Trường, sinh năm 1996, cùng ngụ tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, đã dùng hung khí gây chiến với nhóm bạn của Phạm Văn Phước, sinh năm 1985, và Châu Tiến Quốc, sinh năm 1986. Khá đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát, khiến Phước và Quốc bị thương. Sau đó, Nhật Trường cầm súng bắn đạn bi đưa cho Quốc Trường bắn vào Phước và Quốc, khiến Phước tử vong sau đó. Còn Quốc bị thương nặng phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng Nguyễn Văn Khá và Trần Quốc Cường sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng đối tượng Nhật Trường đến nay mới hoàn tất điều tra và bị bắt tạm giam, chờ xử lý theo quy định của pháp luật. Đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã vượt lên chặn đầu một chiếc xe tải để yêu cầu tài xế xuống xe kiểm tra. Thế nhưng khi cảnh sát giao thông vừa dừng xe lại thì người tài xế xe tải này đã manh động nhấn ga, cố tình hút đẩy cả xe của cảnh sát giao thông rồi tăng ga bỏ chạy.
Theo người chia sẻ đoạn clip này, thì sự việc diễn ra vào ngày 9 tháng 7 vừa qua tại đường Trần Văn Dào, gần lối lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương.